Ok, và hãy xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và tiếp tục với series ARK thôi các bạn ạ. Như ở tập trước thì chúng ta đã cùng nhau thành công teme được con khủng long Plesiosaurus, hay có tên là khủng long cổ dài. Mà khủng long cổ dài là do mình đặt nha. Và có nhiều bạn đã comment những cái tên thật là thú vị luôn ấy. Có bạn nói là khủng long đầu rắn nữa. Khủng long đầu rắn này, có bạn comment nói là quái vật hồ Loch Ness. À, ghê chưa? Và có một bạn comment đó là gì? Khủng long Nobita. Thì ở trong những cái tập phim nào của Nobita thì mình nhớ là có con khủng long này luôn nè. Thì thật là các bạn thật là phải gọi là rất là hay luôn á. Và đến với chuyên mục trả lời bình luận. Và bình luận lần này đến từ bạn Thắng Trần. Anh ơi, mũi tên Toxic với đạn mê, cái nào lên nhiều turbo hơn vậy? Mong anh rep. Ok, thì mình đang đọc cái comment thì bị con rắn này tấn công nè các bạn. Các bạn để cho mình xử nó rồi mình sẽ trả lời comment nha. Để mình xử nó được, mình trả lời comment nhá. Và với cái comment của bạn Thắng Trần á thì mình xin trả lời như sau. Thì trước tiên á thì các bạn phải cái gì nữa vậy không cho người ta trả lời comment à. Đúng. Phải nồi, mấy con này phải gọi là nó phá quá các bạn ạ. À, thôi mình để đi, mình đi vô nhà các bạn ạ. À, mình đi vô nhà cho an toàn rồi mình trả lời bình luận nha. Và trước hết á thì các bạn phải là xem được đam hiện tại thì vũ khí nào đam cao hơn. Ví dụ như mình đang có ở đây thì các bạn có thể thấy thì cái cây súng lông nách của mình á thì đam nó yếu xìu à, có 100 đam à. Và cái cây cung hai dây của mình thì nó đam cực cao. Với lại thì ví dụ như bạn có cây súng với một cây cung sắt nha, và cùng có là 1000 đam thì các bạn nên sử dụng mũi tên Toxic, tại vì nó sẽ lên nhiều turbo hơn. Còn ví dụ như bạn mà có cây súng 2k đam, cây cung 1k đam á thì các bạn sử dụng cây súng thôi, tại vì cây súng nó đam cao hơn thì cái lượng turbo trong cái súng bắn ra thì nó sẽ cao hơn. Mình không biết mình nói vậy hiểu không nữa. Thì ok, thì ngày hôm nay á thì chúng ta sẽ đi tìm một con vật ở dưới biển các bạn ạ. Và mình sẽ sử dụng con khủng long cổ dài đó để đi tìm nó luôn. Và ngày hôm nay thì mình muốn đi gọi là đi tìm con khủng long á, con khủng long ở dưới biển, chính xác là con farm dầu đó các bạn ạ. Mà không những nó farm được dầu đâu, và nó còn farm được oxygen và farm được cả methane nữa. Nhưng mà mình không biết thì ở dưới mặt biển á thì nó có gọi là methane không và oxygen ở dưới biển hay không nữa. Ok, thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lên đường nha. Và trước khi mà đi teme nó thì mình phải chế cái keyboard các bạn ạ. Và con ra cái con này á thì nó sẽ ăn cái keyboard của con rắn. Mà các bạn biết rồi, rắn á thì ở nhà mình gọi là vô số luôn, vì thế là trứng của tụi nó gọi là cực kỳ nhiều luôn các bạn. Cực kỳ là nhiều luôn. Thì ở đây thì mình sẽ lấy ra mình chế này. Nó ăn không biết thì nó ăn cái gì nhỉ? Mình còn có hai miếng thịt đùi sấy khô à. Dạ, ủa sao nặng thế? Cái gì? Mình lấy cái gì ra mà nặng như vậy ta? Hình như là mình đã lấy cái miếng thịt sấy khô nhiều quá hay sao ấy, 28 cái luôn nè. Ôi, vẫn còn nặng à? À, 10 quả trứng. Trời ơi, 10 quả trứng con rắn Titanopa này phải gọi là đúng nặng luôn các bạn. ok, mình sẽ bỏ vào đây. Thịt sấy khô nè. Trứng rắn. Không biết thì cái trái nào nữa, thì như các bạn biết rồi, nhà mình gọi là rất là dư dả, vì thế là muốn có trái gì là có trái đó thôi. Vì thế là mình ít ít xem công thức lắm. Và các bạn nào mà kiểu như muốn gọi là muốn biết công thức từng nấu keyboard như thế nào á thì các bạn có thể là lên trang Dodoret, mà tải ứng dụng Dodoret về chứ. Ủa sao mình lại bỏ vào đây? Các bạn bỏ cái các bạn phải tải cái ứng dụng Dodoret về á, rồi các bạn chết rồi, không phải cái này rồi các bạn ạ. À, mình còn thiếu fiber. Fiber nè. Rồi, chắc nó ăn trái khác rồi. Có khi nào nó ăn trái bắp không nhờ? Để mình lấy cái củ khoai tây này ra. Nhằm khi thì nấu từ cái củ khoai tây này cũng nên. Mình còn thiếu gì không nhờ? Fiber mình bỏ vào rồi mà. Hay không đủ fiber nhờ? Chắc mình nghĩ là nó ăn trái bắp, cái keyboard này sẽ nấu từ trái bắp á. Để mình đi đi lấy trái bắp thôi. Trái bắp thì các bạn biết rồi, nhà mình thì dư dả mà. Các bạn chỉ cần là trồng mỗi loại là một ô như thế thôi là đủ rồi. Rất là dư xài luôn á, chứ không có cần phải nhiều đâu các bạn ạ. Đấy, chính xác luôn các bạn ơi. Và cái keyboard này thì mình sẽ nói với tất cả các bạn biết là nó sẽ sử dụng trái bắp nè, trứng của con rắn Titanopa, fiber,
rơm, trái tím, mà mình không biết nó sử dụng cái gọi là thịt thịt thường xông khói hay là thịt thịt đùi. Chắc mình nghĩ là thịt thường thôi, tại vì cái trứng này nó nhỏ mà, chứ nó đâu có to đâu các bạn. Và trong thời gian mình đợi nó gọi là nó làm cái kibo á. Được một cái chưa, để mình xem nó mất cái gì cái đã. Ây da, chính xác luôn, nó mất thịt thường nha các bạn. Nó mất thịt thường thì để mình đi bơm nước. Mình đi bơm nước cái này vô, mình sẽ nấu khoảng 3 cái kibo thôi. 3 cái kibo là đủ rồi. Đấy, 3 cái kibo thôi nha. Và ở đây thì các bạn thấy thì mình đã có sẵn cái ôi, đây rồi hả? Như bạn thấy thì ở đây mình đã có sẵn cái gọi là cái ít mùi rồi. Đấy. Vì thế là cũng không có lo lắng gì là cho lắm. Và cái yên của nó thì các bạn có thể học được ở level 44. 44. Đây, nó đây các bạn ạ. Để mình xem có làm được hay không cái đã. Thiếu metan và da khá là nhiều nhờ. Da thì mình đã đáp ứng được rồi nè. Bây giờ còn thiếu metan. Bên đây thì có hay không nhỉ? Bên đây hình như là có rồi. Vâng, thiếu thì đi đập nhà thôi các bạn ạ. Thiếu cái gì thì mình đi đập cái đó. Đây, thiếu metan thì mình đi đập đồ có metan ra, mình để mình đem vào đây mình làm yên thôi. Đó, metan đây. Metan đây nhá. Có metan rồi. Và bật mí cho tất cả các bạn một điều nữa, thì cái con này phải gọi là máu cực kỳ trâu luôn á, phải gọi là trâu chó các bạn ạ. À, lúc nãy thì mình đã đi gọi là đi hang hunter, vì thế là mình đã đem theo trái trắng để phòng hờ á. Và cái phải gọi là cái áo của mình á nó sắp hư rồi các bạn ạ. Bây giờ mình không biết mình sửa như thế nào nữa. Cái đồ lặn này, đấy các bạn thấy không? Mình là để mình xem còn bộ nào hay không đã. Mình nhớ mình còn hai bộ mà ta. Mình nhớ là mình còn một bộ đồ lặn nữa các bạn ạ. Mà bộ bên kia hình như là hư phân nửa thì phải á. Đây, chính xác luôn. Trí nhớ của mình thật là chính xác các bạn ạ. Chắc mình nghĩ thì bây giờ kibo nó cũng đã nấu xong rồi này. Đấy, ba cái kibo của rắn Titanopa. Để mình xem mình có nên làm thêm mũi tên Toxic không. Chắc mình nghĩ là phải làm thêm mũi tên Toxic đấy. À, và cái nọc sứa đây, cái nọc sứa mình vẫn còn giữ lại nè. Đấy, có thể là làm thêm được những mũi tên Toxic đó. Cái con này thì gọi là nó khá là trâu, vì thế là mình sợ bắn không có vô cái lớp giáp của nó luôn các bạn ạ. Vì thế là mình hơi lo một tí xíu thôi. Nhưng mà không sao, chúng ta đã gọi là chuẩn bị những bước đầu tiên rồi. Với lại thì mà con bờ te của mình trên đây. Mình định lấy cái vòng khăn quàng đỏ ấy để cho con bờ te của mình nó cho cái con khủng long cổ dài dưới biển của mình nó bơi nhanh hơn chứ. Tại sao lại là con bờ te? Các bạn biết rồi, thì cái con cá farm dầu này á thì nó gọi là nó bơi rất là nhanh nha các bạn. Vì thế là mình nghĩ là các bạn phải là chuẩn bị một cái con nào đó, cá heo chẳng hạn. Cá heo cũng được nữa, nhưng là phải bơi nhanh. Mình không biết thì cái con Blesiosaurus của mình nó có thể nào mà nó bơi nhanh bằng cái con cá farm dầu hay không. Mình hy vọng thì nó sẽ bơi ổn đấy, để không có bị gọi là bị bỏ lại phía sau là thôi rồi luôn á, toan thực sự luôn á. Thực sự thì ở đây có khoảng có thêm một cái áo nè, vì thế là mình đã không có lo cho lắm. Bây giờ thì mình sẽ gắn tên Toxic qua đây, có khoảng là 61 mũi. Hy vọng thì 61 mũi này thì chúng ta có thể làm nên chuyện nhá. Ok, chúng ta bắt đầu lên đường thôi các bạn ạ. Thì như các bạn biết thì xuống em ơi. Theo cái con, theo mà cái kinh nghiệm của mình á, thì cái con cá farm dầu này á, thì nó sẽ thường xuất hiện ở cái gọi là từ khu vực trụ đỏ cho đến dọc bờ biển lên tới phía bắc luôn. Mà mình sẽ ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng mình bơi ở gọi là tầng đáy các bạn ạ. Tại vì các bạn biết sao không? Mình cố gắng tìm cái con kiểu như là cái con gì ta, kiểu như là con ốc mượn hồn vậy ấy. Thì nó sẽ có một cái vỏ ốc. Trời ơi, hết stamina rồi hả? Sao nhanh hết thế? Thì cái con này nó sẽ gọi là nó sẽ, khi mà các bạn farm nó thì nó sẽ ra được ngọc trai đen nhá. Và trong thời gian sắp tới á, thì mình đang có dự định là sẽ đi teme con mực á, con Tuso á. Đấy, vì thế là phải cần ngọc trai đen. Nhưng mà không biết như thế nào nữa. Mà trước khi mà tem con Tuso thì phải luyện cấp cho tụi này nữa. Tụi này phải trâu lên các bạn ạ. Tại vì con Tuso các bạn teme nó, các bạn phải gọi là để lại một con cho tụi nó, cho cái con mực nó kẹp rồi được kẹp vào người á.
Đấy, mà nó phải trâu, trâu thì mới được chứ, mà chưa gì mà đã chết rồi nó quay con mực nó quay qua nó đánh các bạn thì có như là xong luôn á. Tụi lương điện nó dí tới nơi rồi kìa. Hồi stamina nhanh lên đi. À. Cái con này nó bơi nhanh nha các bạn, nó bơi nhanh thật sự ấy, nhưng mà mình thấy nó stamina nó yếu quá à. Chắc có thể là mình sẽ nâng stamina cho nó nhiều lên một tí xíu. Ok. Dưới đây thì từ trước đến giờ thì mình ôi ơi. Gặp hai con nữa nè các bạn ơi. Gia đình rồi, nó lại gặp gia đình của nó rồi các bạn ạ. Ngày hôm nay thì không thể mà gọi là dừng lại để bàn chuyện được, chúng ta phải là tiếp tục cuộc hành trình thôi. Lúc đi tìm thì không thấy một con nào, còn lúc mà đi tìm con khác thì lại xuất hiện một bầy là không hiểu luôn á, không hiểu thật sự luôn các bạn ạ. Đây, đợt hôm trước thì chúng ta đã gặp nó ở đây rồi thì phải nè. Mình nhớ không lầm thì xuất hiện ở đây á. Đây, hai con cá mập luôn. Sao cái tụi này nó xuất hiện nhiều quá vậy các bạn? Con này là con Basi gì nè. Sao nó xuất hiện nhiều thế? Còn con cá phăm dầu ở đâu nó không xuất hiện nhờ? Đâu rồi? Thôi con cá này con cá nhà tán. Con này hình như tem me không được hay sao ấy, mình nhớ là vậy. Ôi, hai con Blessed nó vẫn còn bám theo mình kìa. Dây thế nhờ, dây dẫn thế nhờ. Nhưng mà nó bơi không lại mình đâu, tại vì mình trang bị cho cái con này cái dòng. Cái con này là con. Ủa sao tụi cá nhà tán này nhiều thế? Mình thấy con gì bơi ở dưới nó thì phải á. Một con Megalodon. Ơi, một con Megalodon mà bình thường mình thấy nó bình thường mình cởi con cá mập á, mình thấy nó bự, còn ngày hôm nay thì mình thấy nó nhỏ xíu à, cực kỳ nhỏ luôn. Nó thật là nhỏ so với con cá nhà tán đó các bạn. Cá lồng đèn nữa nè. Thì hy vọng thì ngày hôm nay chúng ta có thể là tìm kiếm được cái con cá farm dầu sớm các bạn à, chứ đi tìm phải gọi là mấy tập ngày hôm nay thì phải toàn là đi tìm rất là lâu luôn thì mới có thể là tìm được tụi nó. Nhân phẩm thì không biết như thế nào nữa, sao kém thế. Thật sự luôn á. Này, không thấy nó rồi. Tụi này nó thường xuyên, thí dụ mà các bạn không đi tem me nó thì nó lại xuất hiện trước mặt các bạn, còn ngày hôm nay thì đi tem me nó lại không xuất hiện nè. Thấy bực bội sức không? Có khi nào mình gặp con Tuso không? Có khi nào mình gặp con mực không các bạn? Cũng có thể nha, cũng có thể đấy, đừng có đùa. Game này nó troll người chơi lắm, mọi thứ đều có thể xảy ra hết á. Và các bạn nào mà kiểu như yêu thích mình á thì đừng quên để lại một like, một đăng ký để ủng hộ mình nha các bạn. Thì xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn đó, thật sự luôn á. Chỉ cần làm video một like, một đăng ký và chia sẻ video của mình thôi là cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Sao mình không thấy nó ta? Ở đây dầu cũng nhiều nè, sao mà mình không thấy nó xuất hiện ở đây, nó ăn mấy cái cục dầu này nhờ. Và một tí xíu nữa thì mình phải sợ là bắn không thấm vào nó luôn ấy các bạn. Các bạn biết sao không? Tại vì nó rất là trâu, nó trâu lắm. Vì thế là mình sợ mình bắn mũi tên toxic nó không thấm vào người nó luôn á. Rồi, mới bơi một tí mà hết stamina rồi. Ở khu vực biển này thì mình thấy khá là vắng này. Cái con này nó tính ra nó cũng lâu lên cấp thế nhờ. Nó lâu lên cấp thế nhờ. Ôi ôi. Rồi đây. Quá trời dầu luôn nè, nhưng mà nó lại xuất hiện con Basi gì đó. Vãi nồi, thêm một con cá nhà tán nữa hả? Kỳ vậy nhờ. Con cá nhà tán đó thì mình thấy nó khá là hiền hòa. Nhưng mà có nhiều tin đồn thì có nhiều tin đồn là nó phá thuyền, nhưng mà mình từ trước đến giờ mình chưa thấy. Vì thế là mình mới tập trước thế thì mình mới nói là khả năng nó phá thuyền thì rất là thấp. Ôi. Các bạn thấy con gì chưa? Các bạn thấy con gì chưa? Ngày hôm nay đâu phải là đi tem nó đâu các bạn. Trời ơi, xuất hiện thêm một con một con gọi là một con cổ dài nữa. Phải nồi.
kia với nha. Mình để mình trồi lên mặt nước mình xem mình đã bơi đến đâu rồi. Đến trụ đỏ rồi á, hình như là đến trụ đỏ rồi thì phải. Đây, trụ đỏ rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ bơi dọc lên phía trên nha. Hy vọng thì nó sẽ xuất hiện chứ. Không xuất hiện là thôi rồi luôn ấy. Ôi mà phía biển ở đây nó sao nó cái gọi là nó rộng thế nhờ. Ở ngay cái chỗ khúc cua này này nó rộng phải rộng rộng cực kỳ luôn á. Đây, có khi nào nó trốn ở dưới những cái kẹt đá này không nhờ? Trốn ở dưới những cái kẹt đá này là thôi. Đây cái con gì mà sáng thế? Hình như là con sứa. Đúng rồi, chính xác là tụi sứa luôn rồi. Rồi lên 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 lên. Mình không chơi với tụi sứa đâu. Hay da. Chắc có thể thì mình phải gọi là mình phải bỏ qua giai đoạn tìm kiếm này thôi các bạn ạ. Chứ nếu không thì cái clip nó sẽ dài hơn rất là nhiều luôn. Thì hẹn gặp lại tất cả các bạn khi mà mình đã tìm thấy được cái con cá farm dầu nha. A few moments later. Và vâng thì cuối cùng bao nhiêu công sức của mình cũng đã được đền đáp rồi tất cả các bạn ơi. Ấy con cá farm dầu đây nè. Ủa? Trời 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 trời. Thêm lại gặp nó một lần nữa các bạn ạ. Thì bây giờ trời khá là tối, vì thế là cũng khá là ngại khi mà có thể là tem minh con cá farm dầu này các bạn ạ. Với một điều đặc biệt nữa thì các bạn thấy không, ở dưới có tụi sứa kìa. Mình farm tụi sứa này không nhờ? Chắc mình nghĩ mình quýnh tụi sứa này chết mà. Ủa nó có đánh được không ta? Ủa lượt luân điện. Khó khăn rồi các bạn ơi. Trời tối nữa chứ. Thì thật sự thì lúc nãy đến bây giờ thì mình bơi cũng một đoạn đường cũng phải gọi là khá là xa rồi đấy. Chứ không phải là gần đâu. Hình như là nó đã bơi lại cái đoạn đây rồi thì phải nè. Có khi nào mình phải giờ mình phải để đến lúc trời sáng không nhờ? Đợi đến trời sáng để tem me nó không nhờ? Ô, đây 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 nó ở đây rồi. Có tụi lương điện ở đây thì hơi khó chịu này. Ê, cái con cá này khá là hiền á. Mình nghĩ là mình bắn nó thì nó sẽ chạy chứ nó không có tấn công lại đó các bạn ạ. Bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ sử dụng một cái mũi tên tô xít trước để xem cái turbo của nó lên bao nhiêu nhá. Ok, nó dí mình rồi các bạn ơi. Cái con không phải nó dí mình mà là con Mosa dí mình mới đau ấy chứ. Tha cho em đi anh ơi, ngày hôm nay em đi tem em đi tem con cá farm dầu mà. Ủa nó đâu rồi? À, đây đây đây. Lấy ống nhòm ra nào. Ủa ống nhòm mình đâu rồi? Đây đây. Ống nhòm mình sao lại xuất hiện ở đây nhờ? 11k turbo các bạn ạ. What the fuck? 11k turbo cơ. 11k turbo mà mình bắn thấm không nhờ? Đấy, ok. Không biết thì nó lên được bao nhiêu nữa. Nãy giờ là bắn 10 phát rồi đó các bạn. Cái tụi này. Hên là con khủng long của mình bơi khá là nhanh á, chứ không là bị cái tụi nó dí theo rồi. Tụi phá đám đó các bạn ạ. Khó chịu cực kỳ luôn. Đâu rồi ta, cái con cá của mình. Con cá của mình đâu rồi? À, nó đây rồi, nó đây rồi. Để mình xem coi nó được lên được bao nhiêu nhá. Ôi lên được mình bắn bao nhiêu đó lên được mới có được có 1k hả? À, giật điện của cái con cá con sứa của mình kìa. Ê cái con ơ à, chết tôi rồi. Ê cứu anh em ơi. Bị cái tụi lương điện nó hành rồi các bạn ạ. Mày hả mày bố láo. Ơ hên quá hên quá. Mình lên được con cá của mình rồi. Bây giờ mình đã lạc mất. Ờ hên quá nó ở đây nè. Hên quá chưa lạc. Phải bắn rồi là bắn liên tục luôn ấy. Chứ mà để nó chạy là nó tụt cái turbo xuống đó các bạn.
Cá mập Megalodon lại tới nữa rồi kìa. Mình tem dưới biển khó thế nhờ. Cái cung 2 giây của mình thì mình thấy nó đam cũng khá là cao ấy. Nhưng mà mình thấy mình bắn con này nó gọi là nó lên turbo không thấm một tí xíu nào luôn. À da, bị lát rồi, bị lát đá rồi. Và vâng, thì cuối cùng mình cũng đã thành công tem được con cá phăm dầu là tất cả các bạn ạ. Nhưng mà hiện tại thì đang có một tụi nó quấy rối mình nè. Đấy, một tụi cá gọi là cá trình điện, nó đang quấy rối mình rất là nhiều luôn. Để mình xử tụi nó xong rồi mình sẽ gọi là test cho tất cả các bạn xem khả năng phăm dầu, phăm metan, phăm obsidian của nó nha. Ôi, tụi luân điện này ghê thế nhờ. Hình như nó có thể là truyền được điện cho nhau ấy. Mày lấy hai con nhớ là đánh không lại nó nhờ. Ây, chạy rồi các bạn ạ. À, kệ, tha cho nó đi. Ủa, rồi con cá phăm dầu của mình đâu rồi? Ơ, ở đâu rồi ta? Đây, nó đây. Đang dí theo con ấy kìa. Ơ, cái yên mình để ở nhà rồi thì phải. Hay da, lúc nãy chế quên lấy ra rồi. Ngu ngốc rồi tất cả các bạn ơi. Ok, thì chúng ta sẽ gọi là review nó khi mà mình đã lại lấy được cái yên nhá. Và vâng, thì các bạn có thể thấy cuối cùng con cá phăm dầu nó cũng về với mình. Đấy, bây giờ thì mình sẽ xuống đây để gọi là test khả năng phăm dầu của nó nha. Và một điều khá là đặc biệt đối với con cá này là nó bơi cực kỳ là chậm. Mình không hiểu tại vì sao mà lúc nãy á, mình gọi là mình dí theo nó mà nó bơi nhanh quá các bạn ạ. Còn bây giờ thì mình dùng nó mình đi farm nè. Bơi là cực kỳ là lâu luôn. Bơi cực kỳ là lâu luôn nha. Đấy, nhưng mà ngược lại bạn chỉ cần táp một cục thôi. Bình thường một cục như thế này làm gì mà farm được một... được 110 mấy gọi là ôi đúng không nào. Đấy, có con cá này farm được ngay. Đấy, đây một cục nữa nè, không biết thì cục này sẽ lên bao nhiêu nữa. Bơi hơi là chậm, có thể là sau này thì thôi. Ôi, 90 luôn, farm được đá nữa. Mà các bạn nhìn này. để mình đưa cái họng nó lên. Cái họng này thì nó có thể là farm được cả gọi là oxygen và metan luôn đó các bạn ạ. Đừng có đùa. Trời ơi. Ủa mà mình không thấy con mắt nó đâu nhờ. Ủa, con mắt nó đâu các bạn? Loài này nó bị tiêu biến hết đôi mắt rồi. À đây, mình thấy đôi mắt nó rồi. Hình như là ở đây phải á. Hay là cái lỗ mũi gì đó mình không rõ nữa. Con mắt. Đây à, con mắt mình thấy rồi, có chấm đen đen. Thì ok, và tập ngày hôm nay thì mình sẽ kết thúc tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào tập tiếp theo. Vậy đừng quên để lại một like, đăng ký channel để ủng hộ mình. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn.